Hả? Ngủ được không chị? Ngủ ngon không? Đó. Bớt Mấy bệnh ngày đi thay bớt đổi thứ hắt hơi sổ mũi. à. Nhắn tin cứ tưởng đâu là chưa dậy đâu, ai ngờ thấy chị trả lời. Nhắn từ lúc 4 giờ đúng không? À, dạ. Mình cứ đến giờ này là tỉnh rồi. Đó. Rồi giờ mình bắt đầu ha. Có cái gì này, cái Bấm. gì mà che mất màn hình, Dạ. Duỗi chân trái, mình khởi động chân trước, gác chân phải lên vuốt ngang qua. Rồi, chị đan cái bàn tay trái vào, tách các cái ngón chân ra, xen kẽ các cái ngón chân ra. Đan bàn tay vào. Gác sau qua để xây được, xây tròn cổ chân. Đan cái bàn tay vô cái chân gác á chị, cái chân gác ngang á. Đúng rồi. Ngồi thẳng lưng lên, xoay tròn cổ chân. Mình khởi động khớp chân để ngồi xếp chân cho nó không bị tê. Rồi mình đan các ngón tay này vào để tập luôn các khớp ngón tay và các khớp ngón chân, giúp cho các ngón tay ngón chân của mình được mềm dẻo, khí huyết nó lưu thông xuống dễ dàng. Xoay ngược lại. Kéo nửa bàn chân lên, kéo sát lên trên đùi. Kéo gác nửa bàn chân thôi, nhịp gối xuống. Hai tay ôm gối. Nâng lên, ôm gối nâng lên, thả xuống. Thả xuống. Lần nữa. Rồi. Nắm mũi bàn chân kéo cao lên, kéo sát lên. Tay phải đặt lên đầu gối, tay phải đặt lên gối. Gác nửa bàn chân lên đùi, tay trái nắm ngón cái chân kéo vào. Ép gối xuống, một tay ép đầu gối, một tay kéo chân vào, căng gân kheo. Lúc này mình hít thở tự nhiên, chưa khởi động hơi thở, cứ thở bình thường. Thả lỏng ra, mời đổi chân, đan bàn tay vào, tách các ngón chân ra, xoay tròn cổ chân. Xoay ngược lại. Kéo chân lên, gác nửa bàn chân, nhịp gối xuống, thả lỏng khớp ra. Hai tay ôm gối, bật xuống 5 nhịp. Nắm mũi bàn chân kéo lên, kéo căng khớp cổ chân ra, kéo gác sau lên. Rồi tay đặt lên gối, tay trái đặt lên gối, ép đầu gối xuống. Chị gác chân lên đùi, kéo chân gác lên đùi. Gác lên đùi rồi tay trái ép đầu gối xuống. Xong rồi gác nó để nằm đây, đưa tay phải ra nắm móng cái chân. Kéo căng về, hai tay làm việc cùng lúc nào. Tay trái ép đầu gối, tay phải nắm móng cái chân kéo vào căng gân kheo chân phải. Và tay trái ép gối xuống, mở khớp háng chân trái. Thả lỏng ra. Kéo hai bàn chân vào nhau, đạp chân vào nhau. Nhịp chân cánh bướm. Hai tay mình nắm trái.
Đạp hai bàn chân vào nhau, hai tay đặt lên gối, ép gối xuống, tạo lỏng ra, tiếp tục ép gối xuống, tiếp tục ép gối xuống, đạp hai bàn chân vào nhau, ép gối xuống, rồi lên nào, nghiêng qua phải trái, nhấc cái mông phải, mông trái lên luôn, nghiêng qua nghiêng lại, tạo lỏng ra. Hôm nay bệnh vậy chị có tập không? Hả? Duỗi chân ra. Bây giờ mình xếp chân để khởi động hơi thở ở tư thế hoa sen. Nắm mỗi bàn chân phải, gác lên đùi trái. Nắm nửa bàn chân kéo căng giãn ra. Rồi đầu gối ép xuống sàn. Rồi co chân trái vào, gác lên trên chân phải. À, nếu được thoải mái, còn không được thì ngồi nửa hoa sen trên chân dưới. Nhưng mà mình ngồi được hoa sen thì càng tốt. Ép đầu gối xuống, rút rốn về thắt lưng. Trước tiên mình rút rốn vào thắt lưng đi nào. Trả cái thắt lưng ra sau, cho thắt lưng trở về trung tính, không được đẩy võng về phía trước. Mở vai ra, nâng vai lên nè, xoay vai ra sau một vòng, buông lỏng tay vai xuống. Rồi ngồi vươn dài cái đỉnh đầu lên, từ cái xương cột của mình cho tới đỉnh đầu của mình một đường thẳng, à, không võng chỗ thắt lưng, cũng không gù ở lưng trên, ngồi thẳng lưng, mắt khép lại, thả lỏng toàn bộ khuôn mặt, thả lỏng chân mày, thả lỏng trán, thả lỏng cơ mặt ra, mặt tươi cười lên đi nào, môi hơi mỉm cười lên. Giờ suy nghĩ vào hơi thở, khi hít vào thả lỏng bụng tự nhiên, khi thở ra cố gắng rút rốn về thắt lưng, thở ra, khi thở ra thì cố gắng hít vào thì tự nhiên. Hít sâu bằng mũi vào, thở ra rút rốn vào, thở mũi ra, hít mũi, thở mũi. Hít sâu vào, thả lỏng bụng, thở ra rút rốn vào, thở ra. Bây giờ đặt tay phải lên trên bụng, tay trái đặt lên trên ngực đi nào, cảm nhận bằng tay. Khi hít sâu vào cảm nhận vùng bụng, đẩy cái tay phải mình ra. Khi thở ra, à, mình không dùng bụng tự nhiên được thì mình lấy tay đè vào, ép cái bụng vào, thở ra, rút rốn lại, thở ra. Hít sâu vào, thả lỏng bụng căng căng căng. Thở ra rút rốn vào, đặt tay đẩy vào, ngay rốn, đẩy vô, thả lỏng cơ mặt ra, đừng căng thẳng. Hít sâu vào, thở ra rút rốn là thở 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 ra. Hít sâu vào, thở ra, tập cho hơi thở ra dài gấp đôi, hơi hít vào, hít sâu vào, thả lỏng bụng phình, thở ra rút rốn lại, thở 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 thở, tập thở ra dài hơn, hơi hít vào để tống hết khí cặn ra ngoài, hít sâu vào, thở ra, buông bỏ mọi lo lắng buồn phiền mệt mỏi ra bên ngoài. Hít sâu vào, nạp năng lượng tích cực vào,
thở ra, buông bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực rằng nghĩ sao, vào cảm nhận ngay luồng không khí tươi mới đi qua hai cánh mũi, thở ra rút vốn vào, thở ra tống hết những tiêu cực bệnh tật ra bên ngoài, nghĩ sao vào, thở ra mình cảm nhận bằng tay, xong rồi giờ đặt hai tay lên gối, giờ cảm nhận bằng ý thức đi nào, kiểm soát thở bằng ý thức, tức là mình hít thở chủ động, hít thở có kiểm soát, sau vào thở lỏng bụng, thở ra rút rốn lại, thở ra thở ra thở ra thở ra thở ra thở ra, nghĩ sau vào, thở ra rút rốn vào, thở ra lưng vẫn giữ thẳng bất động, chỉ có vùng bụng phình lên xẹp xuống thôi. Hai lần nữa, hít sâu vào, thở ra rút rốn vào, thở ra thở ra thở ra thở ra, lần cuối hít sâu vào, thớt bụng lại, thở ra rút rốn, thớt bụng, thở thở thở, chạm hai lòng bàn tay vào nhau, ngồi thẳng lưng, mặt thả lỏng tươi cười lên, hai bàn tay mình hơi cong lại tạo thành hai ổ ức vào hai mắt, tạo thành hai cái ổ ức vào hai mắt, lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau, cảm nhận hơi ấm nóng ở lòng bàn tay, bàn tay hơi cong lại, khép chặt các ngón tay ướp vào hai mắt, mở mắt, chớp chớp mắt, mở tay ra nhìn theo lòng bàn tay, tập trung vào, từ từ vươn tay lên, hít sâu vào, kết hợp hơi thở với di chuyển của cơ thể, thở ra kiểm soát tay và hơi thở, nhìn xuống nào, hít sâu vào, vươn tay lên, thở ra tay đi xuống là một hơi, thở ra hít sâu tay đi lên là một hơi, thở vào, thở ra kiểm soát có ý thức nào, hít sâu vào, từ từ cảm nhận, giữ lại 5, 4, 3, 2, 1, thở ra từ từ tay và hơi thở hòa quyện vào nhau, 5, 4, 3, 2, 1, thẳng cổ về giữa, hít sâu giữ tay đó, giờ tập cổ, ngửa cổ ra sau, thở ra căng cuốn họng, trở về giữa, hít sâu thẳng cổ về trước, nghiêng phải, đặt tay phải lên thái dương bên trái, thở ra kéo căng cổ bên trái và liếc mắt nhìn lên trần nhà luôn, giữ vai lại, nghiêng cổ tối đa, cảm nhận sâu vào, trở về giữa, hít sâu vào, nghiêng trái, thở ra, tâm trí mình đặt vào các đốt sống cổ để cảm nhận, để lắng nghe các đốt sống cổ, trở về giữa, hít sâu vào, từ từ xoay phải, thở ra, giữ vai lại, giữ vai, chị đang xoay vai rồi, giữ hai vai ngang lại, chỉ xoay tầm qua theo vai thôi, trở về giữa, hít sâu vào, xoay trái, thở ra, từ từ xoay mặt qua, xoay qua, xoay qua, cột sống vẫn giữ thẳng, hai vai vẫn giữ, trở về giữa, hít sâu vào, giờ cúi xuống, thở ra, xoay bên phải lên trước, hít vào, xoay chậm chậm,
xoay đến đâu, đảo mắt và chớp mắt nhìn theo đến đó, mình mở mắt ra tập thiền định luôn, rồi đảo mắt chớp mi mắt để tập cho mắt linh hoạt, vừa tập cổ vừa tập mắt luôn. Cảm nhận sâu vào các đốt sống cổ, mình xoay ở đâu, nghe căng nghe đau, tập trung tâm trí vào ở đó để đưa khí và huyết đến nuôi dưỡng phục hồi lại. Xoay đổi chiều, xoay chậm chậm cúi xuống là thở ra, mình xoay nửa vòng lên trên là hít vào, cúi xuống là một hơi thở sàn, xoay lên hít vào, cúi xuống thở sàn. Mời tập tay, hai lưng bàn tay hướng vào nhau, đưa hai cái lưng bàn tay về phía trước, cái lưng bàn tay, đưa hai lưng bàn tay hướng vào nhau, chị đưa giày trước, đưa giày trước, cái lưng bàn tay nha. Rồi đưa tay phải qua, đưa tay phải qua, úp hai bàn tay lại với nhau, đan lại với nhau. À, để tay xuống, để tay xuống đi, để tay xuống nè, lòng bàn tay và lưng bàn tay giờ hướng hai cái lưng bàn tay vào nhau, đúng rồi, đưa tay phải đặt lên trên, đặt qua, rồi đan lại với nhau, hai bàn tay úp lại xen kẽ các ngón tay lại với nhau, hít vào kéo vào trong, lộn ngược ra thở ra, trở về hít vào thở ra, để cao lên ngang mặt, nâng lên ngang mặt, hít vào trở về thở ra, để thẳng tay lên qua đầu, hạ xuống trở về, rồi mở tay ra, mở tay ra và đổi tay, lưng bàn tay hướng vào nhau, hai lưng bàn tay hướng nhau, đưa tay trái lên trên đặt qua, rồi đan chặt lại với nhau, hít vào kéo vào thở ra, trở về hít vào thở ra, để cao lên ngang mặt, trở về hít vào thở ra, để thẳng tay lên, để thẳng tay lên, hạ xuống trở về, thả lỏng tay ra. Rồi chỉ có hai cục block, đặt hai cục block hai bên đầu gối. Block chị quên không lấy à, để bên kia. Rồi à, không có block thì nâng lên được bao nhiêu bấy nhiêu, chống hai tay cạnh đầu gối, chống hai tay xuống sàn mà hơi chồm người tới, đặt ở ngay đầu gối. À, đặt hai bàn tay ngay đầu gối, xiết cơ bụng lại, xiết cơ bụng, nâng mông lên, nâng lên, Chịu. hạ xuống Ê, được bao nhiêu ai bấy nhiêu, gồng bụng được bao nhiêu ai bấy nhiêu. À, không lên gồng bụng ở đây thôi, có chống tay và gồng bụng. Hai lên, có block thì sẽ lên dễ hơn, xuống, ba lên, xuống, bốn lên, xuống, năm lên, xiết bụng lên, năm bốn ba hai một, hạ xuống, thả chân ra, giũ hai chân đi nào, thả lỏng ra cho khí huyết lưu thông xuống, khí huyết lưu thông xuống hai chân, hít thở sâu, mời sếp đổi chân. Nãy mình gác chân phải lên trên, giờ mình gác chân trái lên trên. Rồi, gác được chân phải lên trên thì gác, còn không thì đặt nó ở phía dưới. Đưa tay phải ra sau lưng, đưa ra sau lưng, rồi tay trái nắm cái tay phải kéo về trước, úp vào eo bên trái, bám chặt vào eo bên trái,
Úp bàn tay lại, tay trái đặt lên đầu gối phải, thẳng lưng lên, hít sâu vào, từ từ mở cái vai nè, mở vai phải đi trước nè, thở ra, bám chặt tay trái lên đầu gối, rồi đẩy cái vai trái tới, mở cái vai phải ra sau, cầm mình xoay theo vai, trở về, hít sâu vào, xoay thở ra, bám chặt tay vào, mở vai phải, đẩy vai trái để căng lồng ngực tới, chị xoay cầm theo vai đi, vai ở đâu cầm xoay theo ở đó, trở về, hít sâu vào, xoay thở ra, nhớ vai xoay đến đâu cầm xoay theo đến đó, tập cột sống lưng và sống cổ luôn, trở về, hít sâu vào, xoay thở ra, xoay thêm, thở lỏng thâm và xoay ra sau, trở về, hít sâu vào, xoay thở ra, xoay tối đa, bám chặt hai tay vào, đẩy căng ngực tới khi nào thẳng lưng, đẩy căng ngực thẳng lưng, thong thả trở về, thả lỏng tay, mời đổi bên, kẻ đưa tay trái ra sau, tay phải nắm kéo, chị phải nắm kéo cho nó xoắn hết vào cái lưng của mình, tập luôn cả cánh tay, úp bàn tay vào, bám vào trong eo phải, tay phải đặt lên đầu gối trái, thẳng lưng, hít sâu, từ từ mở vai trái, xoay thở ra, bám chặt tay phải lên đầu gối, đẩy cái vai tới, trở về, hít sâu vào, xoay thở ra, mở vai, rồi bám chặt tay, đẩy vai, xoay cầm theo vai trái, trở về, hít sâu vào, xoay thở ra, xoay cổ, xoay vai, xoay cổ, xoay vai, mỗi một vòng xoay sâu hơn, trở về, hít sâu vào, xoay thở ra, xoay, bám chặt tay vào, xoay, trở về, hít sâu vào, xoay thở ra, xoay tối đa, bám chặt tay vào đi nào, vai xoay ra sau, cặp xoay theo, thong thả trở về, thả lỏng tay, hai tay đang ở sau gáy, đang các ngón tay lại đặt ở sau gáy, mở khuỷu tay ra, thẳng lưng ưỡn ngực vuông cầm lên, hít sâu, cong lưng ra sau, rút rốn xếp cơ bụng, thở ra, mắt nhìn rốn và kéo vai gáy, hít sâu vào, từ từ mở khuỷu tay, mở vai để căng lồng ngực lên, thở ra, cong lưng ra sau, rút rốn xếp cơ bụng lại, thở ra, mắt nhìn rốn, hít sâu vào, để căng lồng ngực lên, thở ra, rút rốn xếp cơ bụng, thở ra, căng cổ, căng cơ lưng, hít sâu vào, để căng lồng ngực, mở khuỷu tay giữ lại, tập ở đâu tâm trí tập trung vào ở đó, 5 4 3 2 1, thở ra, cong lưng ra sau, rút rốn xếp cơ bụng lại, thở ra, cảm nhận sâu vào, 5 4 3 2 1, nâng lên, hít sâu vào, nghiêng người qua phải, thở ra, mở khuỷu tay ra, nhấn vào hông phải, căng hông bên trái và xoay mặt nhìn lên trần nhà, nâng lên, hít sâu vào, nghiêng người qua trái, thở ra, hớp bụng nghiêng hông, mở khuỷu tay ra, nâng lên, hít sâu vào, nghiêng thở ra, nghiêng hông xuống, thở lên, hít sâu vào, nghiêng thở ra, lấy sâu vào, nghiêng thở ra, nhấn hông này là căng hông kia, xoay mặt nhìn lên trần nhà đi nào, mở khuỷu tay trái ra, 5 4 3 2 1, nâng lên, hít sâu vào, nghiêng thở ra, mở khuỷu tay, siết bụng lại,
Căng hông bên phải tối đa 5, 4, 3, 2, 1 là đi sâu vào. Gập chéo, khuỷu tay phải chạm vào gối trái, mở ra, mở cái khuỷu tay trái lên. Trở về hít sâu vào. Gập chéo đổi bên, thở ra tập 6 chiều cột sống. Cảm nhận sau, lên hít sâu vào, thở ra rút rốn, xiết cơ bụng lại thở. Lên hít sâu vào, thở ra, hít sâu vào, thở ra rút rốn, xiết cơ bụng thở. Giữ 5, 4, 3, 2, 1. Lên hít sâu vào, thở ra, gập chéo qua, xiết bụng thở. 5, 4, 3, 2, 1. Lên hít sâu vào, thở lỏng tay vai, thở ra, xoay tròn thước vai, xoay ngược lại. Rồi, vỗ tay về trước nè. Ra sao? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tháo chân ra, duỗi hai chân thả lỏng ra, hít tẩy. Mời chống mì lên, tập thở bò mèo. Ngồi ở cuối thảm, ngồi tư thế kim cương. Tư thế kim cương, mông ngồi trên gối, ngồi lui về cuối thảm luôn chị ạ. Đo hai cẳng tay, khuỷu tay chạm vào đầu gối. Đo hai cẳng tay xuống, cho hai khuỷu tay chạm đầu gối. Đo lên thêm một gang tay. Rồi mở tay chân ra rộng bằng vai. Tay chân là bốn gốc vuông. Chống tay lên luôn chị, thẳng tay lên. Tay chân là bốn gốc vuông, cong lưng lên, rút rốn, xiết cơ bụng thở ra, mắt nhìn rốn. Hít sâu vào, chung lưng xuống, rúng cổ lên, suy nghĩ vào lưng giữa, ép lưng giữa xuống. Cong lưng lên, rút rốn, xiết cơ bụng lại thở ra, cuộn sau cổ vào, mắt nhìn rốn. Hít sâu vào, chung lưng xuống, rúng cổ lên. Nhớ tập ở đâu, tâm trí tập trung vào ở đó. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, xiết cơ bụng thở ra. Hít sâu vào, chung lưng, rúng cổ. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, thở. Chị cảm nhận hơi thở, nó phải hòa quyện vào chuyển động của cơ thể. Hít sâu vào, chung lưng xuống, rúng cổ lên. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, xiết cơ bụng thở ra. Hít sâu vào, chung lưng, rúng cổ. À, không ép vào thắt lưng, ép vào lưng giữa như nào? Ép lưng giữa, lưng trên, lưng giữa, lưng trên. Suy nghĩ vào cô nhắm ở đâu, là tập trung tâm trí vào ở đó, nhắm lưng giữa xuống. Lưng trên, lưng giữa, lưng trên. À, lưng giữa, lưng trên cứng, ép sâu vào. Cong lưng lên, rút rốn, xiết cơ bụng lại, thở ra. Cụp xương cụt xuống, cuộn sau cổ vào, mắt nhìn vô rốn đi nào. Cuộn sau cái đầu vô trong, xiết cơ bụng lại, thở ra. Nhảy vào, giờ mình xoay nè. Xoay từ trái qua phải, thở ra. Nhảy vào, xoay qua phải, thở ra. Mềm lỏng cơ thể ra. Xoay qua, thở ra. Xoay, thở ra. Hít vào, thở ra. Xoay đổi chiều lại. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Thả lỏng
thắt lưng ra, thả lỏng cột sống, thức thả đèn. Lần nữa xoay từ phải lên qua trái, thở ra luôn mông về tư thế em bé, duỗi thẳng hai cánh tay phía sau vào, trương người lên rắn hổ mang, uốn cong lưng trương lên, duỗi thẳng mũi chân ép sát xuống, lui mông về chạm gót, rút rốn xiết cơ bụng, thở ra phía sau, trương người lên xòe vai xuống, hơi chùng tay xuống đi chị, hơi chùng khuỷu tay, đúng rồi, khép khuỷu tay vào be sườn, đúng rồi, rồi vai mình mở ra phía sau, đẩy căng lồng ngực về phía trước, đúng rồi, lùi về thở ra rút rốn, lùi mông về, tay bám chặt xuống thảm, kéo căng cánh tay, kéo căng cơ lưng, trương người lên hít sâu vào, trường lên xoay vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng, lùi về rút rốn xiết cơ bụng lại, thở ra, cảm nhận sâu từng đốt sống di chuyển, trường người lên hít sâu vào, xoay vai xuống trùng khuỷu tay, lận vai ra sau, lùi về thoát bụng, thở ra hai lần nữa, trương người lên hít sâu vào, thắt vai xuống, đẩy căng lồng ngực tới, thở ra lui mông về xiết cơ bụng, thở ra lần nữa nào, trương người lên hít sâu vào, xề vai đẩy lồng ngực tới, đẩy lồng ngực thấp, vai xa cái lỗ tai ra, kẹp khuỷu tay vào hai bên hông, rồi tiếp tục ưỡn căng lồng ngực tới, căng lồng ngực tới, siết mông đùi bụng bảo vệ thắt lưng lại, chị duỗi thẳng hai mũi chân ép sát cái lưng bàn chân xuống dưới sàn, duỗi thẳng ra ép xuống, chống chân nâng lên chóp mặt, thở ra nâng lên bám chặt tay, ép vai, ép vai, ép lưng trước rồi đạp gót chân sau, cúi xuống rút rốn siết cơ bụng, thở trương lên, chớ ngẩng mặt, hít sâu vào, thân không chạm sàn, uốn cong lưng lên, thân không chạm sàn, nâng hông lên, rút rốn siết cơ bụng lại, thở ra nhớ ép vai, ép lưng cho thẳng lưng rồi đạp gót, trương lên hít sâu vào, xoay vai ưỡn ngực chắc cơ bụng lại, thở ra rút rốn siết cơ bụng lên, xiết cơ bụng lên trên thắt lưng, hít sâu vào, trường người lên, thở ra rút rốn xiết bụng, thở ra tay chân bụng hai lần nữa, trường lên hít sâu vào, thở ra để căng căng mông lên, ép vai, ép lưng xuống, xiết bụng, thở lần nữa, hít sâu, trương người lên, xoay vai ưỡn ngực, xiết mông đùi bụng không nhấn vô thắt lưng, xiết mông đùi bụng để bảo vệ thắt lưng đi nào, ưỡn căng lồng ngực tới, năm bốn ba hai một, thở ra để căng mông lên đi, bám chặt tay, ép vai, ép lưng, rút rốn xiết cơ bụng, thở 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 rút rốn lên, xiết lại nữa, thở ép vai, ép lưng nữa, thở ra năm bốn ba hai một, chân phải ra sau bật cao lên, hít sâu vào, đạp gót chân trái vẫn ép vai đều nhau, úp hông phải xuống, rút rốn xiết cơ bụng lại, thở ra hít vào, đẩy người tới, bước ra ngoài bàn tay phải, bước ra ngoài bàn tay phải, bước dài lên chị, bước lần chưa tới, bước tiếp lên nữa cho nó bằng dưới tay phải mà nằm bên ngoài bàn tay, rồi rút rốn xiết cơ bụng lại, thở ra này, chân trái thẳng gối và người mình song song với sàn, mông lưng đầu thẳng song song với sàn,
Thế vào, duỗi thẳng tay phải về trước đi nào. Duỗi thẳng tay phải. À, bóp tay ngay lỗ tai, mắt nhìn xuống dưới sàn đi, thở ra. Rồi, siết chặt cơ bụng nè, nâng tay trái lên chắp lại với tay phải, siết bụng thở ra, chắp mông đùi bụng lại, nâng tay gập thân song song với sàn, gập thân xuống chút nữa, chút nữa, chút nữa, siết bụng lại. Hít vào, chống tay xuống, chống hai tay xuống, rút chân phải về chắp mặt thở ra, cúi người xuống rút rốn, siết cơ bụng thở ra. Chân trái ra sau, bật cao lên, cúi xuống, ép. Đạp gót chân phải, ép đều vai xuống, úp hông trái xuống, rút rốn, siết bụng thở. Hít vào, đẩy người tới, phải nhón hết cái gót chân phải lên nè. Đẩy tới nhón hết gót chân đi. Rồi bước chân trái ra ngoài bàn tay là nó đủ luôn. À, rồi ép hông xuống, thẳng gối phải, thở. Thẳng gối phải, căng mông đùi bụng siết lại. Hít vào, duỗi thẳng tay trái về phía trước nè, bắp tay ngay lỗ tai, người mình duỗi thẳng về phía trước, đừng có xìa qua bên phải, rút rốn siết cơ bụng lại để nâng cho được tay phải lên, chắp tay lại với tay trái, rồi gập thân song song với sàn, siết sâu bụng mông đùi, thở 5 4 3 2 một, hít vào, chống hai tay xuống, bước chân phải lên ra ngoài bàn tay phải, rút rốn siết cơ bụng lại, thở ra. Bây giờ nè, ép mông xuống cho đùi song song với sàn, ép mông xuống cho đùi song song với sàn luôn. Hít vào, ngẩng cổ duỗi lưng tới, thở ra, rút rốn đẩy lùi mông ra sau, đầu gối góc vuông, đầu gối mình là cái tay mình chặn lại, không để đầu gối nhào về phía trước, lên hít sâu vào, rút rốn siết cơ bụng lại, thở ra, đẩy lùi mông ra sau, ép mông xuống, hít sâu vào, thẳng gối, ngẩng cổ duỗi lưng tới, ngẩng cổ duỗi lưng tới chị nè, ngẩng cổ duỗi dài, lưng ra, thẳng lưng ra, thở ra, rút rốn siết cơ bụng lại, mông đùi bụng siết lại, thở ra, nhớ thẳng lưng đi, chắc lưng, thẳng lưng, lần nữa hít sâu vào nè, ngẩng duỗi ra, nhìn cô nè chị nè, ngẩng cổ duỗi thẳng cái lưng tới nè, đó, siết cơ bụng lên, thở ra, đẩy lùi mông ra sau, ép mông xuống, siết chắc cơ bụng lại, căng tròn mông lại, thở ra, giữ 5 4 3 2 1, vươn hai tay ra, chắp tay lại, thân song song với sàn luôn, mông lưng đầu thẳng hàng song song với sàn, 5 4 3 2 1, ấn mạnh cái gót chân và đứng lên, ấn mạnh siết mông đùi bụng đứng lên, hít vào, hạ tay xuống, thở ra, khép chân lại, nhấc khép, hít sâu, thở chậm, hít sâu, thở chậm ra, điều hòa hơi thở, hít sâu, thở chậm, đứng thẳng người, rút rốn vào, thắt lưng thẳng trung tính, hướng xương cột xuống, vươn dài đỉnh đầu lên, chân khép tay chắp trước ngực, thở hết hơi ra, vươn hai tay lên, hít sâu vào, kẹp hai ngón tay cái lại với nhau, kéo căng tay vai ra sau, đẩy căng lồng ngực lên, siết mông đùi, thở đúng rồi, đừng có nhắm vô thắt lưng, ngã vào lưng giữa, lưng trên, nâng lên, hít sâu vào, trường người tới, cúi xuống, thở ra, thở lỏng cổ, buông đầu, ép xuống, thở, ép sau, thở, ép sau, thở, thả lỏng cổ, trước đầu xuống, ép sau, hai tay đặt ngang hàng với hai bàn chân, đặt ngang hàng, đặt ngang hàng luôn, thẳng hàng qua, chung đầu gối xuống, cho đùi song song với sàn, đúng rồi, đưa chân phải bước dài ra phía sau, bước thẳng gối ra sau, hạ đầu gối xuống, nhìn thẳng về trước, hít vào, nhấn hông xuống, nhìn thẳng, chống mũi bàn chân, nâng đầu gối phải lên, chống mũi bàn chân phải, nâng đầu gối phải lên,
Bước tiếp chân trái bằng chân phải, trường vai tới thẳng người tấm ván hít thềm, thẳng người. Bước chân trái ra sau bằng chân phải, rồi trường cái vai tới thẳng đứng trên cổ tay, rút rốn, siết cơ bụng lại, toàn thân giữ thẳng. Hạ đầu gối xuống, rút rốn, hạ ngực, hạ cằm xuống, nâng mông lên, thở ra. Kẹp cái khuỷu tay sát vô bên sườn, thở. Duỗi mũi chân và trường người lên, hít sâu vào, sải vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng. Chùng tay, thấp vai xuống, ưỡn căng lồng ngực tới trước, suy nghĩ vào lưng giữa. Chống mũi chân, nâng người lên, chớp mặt, thở ra, để cao mông lên, ép vai, ép lưng xuống, cúi xuống, rút rốn, siết cơ bụng, thở ra. Đẩy người tới, bước chân phải lên, bằng hai tay hít vào, đẩy người nhón hết gót chân, rồi bước chân lên. Bước chân phải lên bằng hai tay, hạ đầu gối chân trái nhìn thẳng về phía trước. Nâng đầu gối chân trái lên, bước tiếp lên, siết cơ bụng lại, siết bụng và nhẹ nhàng bước lên. Bằng hai tay cúi xuống, hóp bụng thở ra. Thả lỏng cổ, buông đầu, ép sát thở ra. Hai tay duỗi ra bằng với đầu. Hai tay ra bằng với đầu chị, duỗi ra, đúng rồi. Nâng người lên, hít vào, lúc nào đầu cũng đi giữa hai tay. Kẹp hai móng tay cái lại với nhau. Kéo căng tay vai ra sau, ngã phi lao ba bước nè. Kéo tay vai ra sau, ưỡn lồng ngực lên, siết mông đùi bụng và ngã thở, buông đầu, ngã thở, ngã thở, ngã thở. Nâng người lên, hít sâu vào, trương người tới, cúi xuống, hốt bụng, thở ra. Kéo căng 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 lưng, buông đầu, để cao đỉnh mông lên, hai lực đối kháng nhau, đỉnh mông để cao lên và người thì kéo căng xuống, hốt bụng, thở. Tay đặt ngang hàng với hai bên bàn chân, chung đầu gối xuống cho đùi song song với sàn, hít vào, đưa chân trái bước dài ra phía sau, hạ đầu gối trái xuống và nhìn thẳng về trước, ép cái hông xuống. Nâng đầu gối trái lên, bước tiếp chân phải bằng chân trái, trường vai tới vai vừa thẳng đứng lên cổ tay, gót chân vừa thẳng đứng trên mũi chân, quằn người rồi rút rốn lên đi, rút rốn lên, chắc cơ bụng lại, thẳng thắt lưng ra, xiết sâu bụng lên, xí sâu nữa, chắc cơ bụng nữa, hạ đầu gối xuống, hạ ngực, hạ cằm, nâng mông, thở ra, tư thế con cá sấu, 8 điểm chạm sàn. Trường người lên, rắn hổ mang, hít sâu vào, xề vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng, duỗi thẳng mũi chân ra, ép sát xuống, duỗi mũi chân, ép căng lưng bàn chân xuống sàn đi nào, ép sâu hơn nữa, ưỡn căng lồng ngực tới, chống chân, nâng người lên, chớp mặt, thở ra, cúi người xuống, rút rốn, siết cơ bụng lại, thở, nhớ ép cho thẳng lưng đi nào, ép vai, ép lưng nữa đi chị, chưa ép hết cái lưng, ép lưng thêm đi, ép lưng xuống nữa, phải nghe căng vô luôn, thẳng lưng, căng vai, siết bụng, thở. Đẩy tới, nhón hết gót chân rồi bước chân trái lên, bằng hai tay hít sâu vào, hạ đầu gối phải xuống. Nâng đầu gối phải lên, siết cơ bụng lại, nhẹ nhàng bước chân phải lên, bằng chân trái, thở ra. Thẳng gối, buông đầu, hóp bụng, ép sau, thở ra. Duỗi hai tay ra bằng với đầu, duỗi thẳng hai tay ra. Nâng người lên, hít sâu vào. Kéo căng tay vai, đẩy cao lồng ngực. Kéo tay vai, siết mông đùi bụng, đẩy nhẹ hông, thở ra. Siết mông đùi bụng, ngã, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào, trương người tới, cúi xuống, hốt bụng, thở ra, thả lỏng cổ, buông đầu, ép sau thêm, thở, ép sau thêm, thở ra, tay đặt ngang hàng với hai bàn chân, bám chặt tay xuống sàn,
đẩy đỉnh bông lên trần nhà, thẳng gói kéo căng lưng và ép sát vào nữa, ép nữa, ép nữa. Huy gói bước chân phải dài ra sau, hít sâu vào. Nâng đầu gối phải lên, nâng người lên, vươn tay lên, kéo căng tay vai tấm chắc chân trái. Kéo nửa người ra phía sau đi nào, thở. Kéo ra sau, kéo chắc hai tay, kẹp hai ngón tay cái, kéo tay vai. Chắc nữa, kéo nữa, kéo nữa. Nâng lên, hít sâu vào, chống hai bàn tay xuống. Bước tiếp chân trái bằng chân phải. Trường vai tới tấm ván, thẳng người, chắc cơ bụng lại, rút rốn lên, siết sau bụng chắc người, lật tay trái lên, chồng chân trái lên chân phải, lật người qua xoay lên, siết cơ bụng, thở ra, chắc người lại, hạ tay xuống, hít sâu vào, trở về, thẳng người, rút rốn, siết bụng, thở, chưa chưa, một hồi vòng bên kia mình sẽ đổi, hít sâu vào, chùng tay xuống tấm ván thấp nè, chùng tay toàn thân thẳng song song với sàn, siết cơ bụng thở, hạ gối hạ ngực hạ cầm nâng mông cá sấu, nghỉ mệt ở tư thế con cá sấu. Trường người lên rắn hổ mang, hít sâu vào, xoay vai ưỡn ngực uốn cong lưng, nhớ vai thấp xuống, mở vai ra, xệ vai xuống, đẩy lồng ngực tới đi chị, ngã vào lưng giữa đi, ngã lưng giữa, rồi vươn dài cổ lên, đừng có rụt cổ, rụt vai lại, chống chân, nâng người lên, chớp mặt thở ra, cúi xuống, rút rốn, xếp cơ bụng lại, thở ra, bám chặt tay vào, ép vai, ép lưng, xếp bụng thở, chân phải ra sau, bật cao lên, hít sâu vào, cúi xuống, vẫn ép vai xuống, ép vai, ép lưng xuống, bật chân lên, ép vai, ép lưng, siết cơ bụng lại, thở, đạp gót chân trái xuống, đẩy tới nhón cho hết gót chân trái, siết cơ bụng lại, nhón hết gót chân trái, siết cơ bụng và bước chân phải lên bằng hai tay, đẩy tới, đẩy hết người tới chị, đẩy hết người, bước một lần là nhẹ nhàng lên luôn, nâng người lên, hít sâu vào, kéo căng tay tấm chắc gối phải xuống, kéo tay vai ngã ra sau, thở, kéo ngã thở, tiếp tục đi nào, kéo tay vai ngã thở, ngã thở, nâng lên, hít sâu vào, chống hai tay xuống, bước tiếp lên, thở ra, thẳng gối buông đầu hóp bụng thở, thẳng gối buông đầu xuống thêm, ép vào đi, chị đừng có lơi lơi người, mỗi tư thế tập hết khả năng căng giãn cơ thể mình, ép sau thở ra, bám chặt tay hai bên bàn chân, ép xuống thở, đưa hai tay ra cạnh với đầu, nâng người lên, hít sâu vào, kéo căng tay vai ngã ra sau, thở ra, ưỡn căng lồng ngực lên, siết mông đùi bụng bảo vệ thắt lưng, tiếp tục kéo tay vai ưỡn ngực lên, kéo tay vai ưỡn ngực, kéo ưỡn ngực, ngã thở, nâng lên, hít sâu vào, trường người tới cúi xuống, thở ra, đừng gồng, đừng nhấn vào thắt lưng nha, đau lưng nha, những tư thế ngã sau đừng có nhấn vào thắt lưng, kéo dài lưng, siết cơ bụng lại, thở, tiếp tục nào, mỗi một vòng mình phải thấy người mình mềm hơn, ép được sâu hơn, dẻo hơn, nóng người lên, mồ hôi đổ ra, chứ đừng có vòng nào cũng như vòng nấy, mỗi một vòng là mình phải khác, mình thấy cơ thể mình nó khác, nó thay đổi. Hai tay đặt hai bên bàn chân đi chị, ép sâu vào, ép nữa, ép nữa, ép nữa. Huy gói, chống hai bàn tay, bước chân trái dài ra sau, hít sâu vào, bước sao cho đầu gối phải vừa đủ góc vuông, nâng người lên, vươn tay lên, chắp tay, tấm chắc chân, kéo căng ngã ra sau, thở ra, kéo căng ngã thở, tiếp tục nào, kéo căng ngã thở, dừng lại là hít vào, tiếp tục kéo là ngã thở, kéo xiết mông đùi bụng ngã thở, nâng lên, hít sâu vào, chống hai tay xuống.
Bước tiếp chân phải bằng chân trái, trường vai tới thẳng người ở tấm ván, hít thêm chắc cơ bụng lại, toàn thân mình một đường thẳng. Lật tay phải lên, chồng chân phải lên chân trái, cái hông phải hướng lên trần nhà, cái hông trái hướng xuống sàn, thẳng người mặt phẳng nghiêng, không chu mông ra, thở đi nào, không cong người, siết cơ bụng lại, thở. Hạ tay xuống, hít sâu vào. Rồi chùng tay tấm ván thấp, siết cơ bụng, thở ra, toàn thân giữ thẳng, ruốt rốn siết bụng, thở. Hạ gối, hạ ngực, hạ cằm, nâng mông cá sấu, nghỉ mệt ở tư thế con cá sấu. Trường lên, hít sâu vào, xoay vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng. Ưỡn ngực tới, ngã nhấn vào lưng giữa và lưng trên. Lưng giữa ngang dây áo, đẩy lồng ngực về trước. Lưng trên bằng cách mở vai ra sau, thấp vai xuống, đẩy căng lồng ngực tới nữa. Chống chân, nâng người lên, chớp mặt thở ra. Cúi người xuống, ép vai, ép lưng, siết cơ bụng thở ra. Bám chặt tay vào, ép vai, ép lưng, siết bụng thở. Chân trái ra sau, bật cao lên, hít sâu vào. Bám chặt tay, vai, ép xuống, đạp gót chân trái, siết bụng thở. Đẩy tới, nhón hết gót chân phải và siết cơ bụng lại. Nhẹ nhàng bước chân lên bằng hai tay. Bước lên, hít vào. Nâng người lên, chắp tay lại, kẹp hai móng tay cái. Kéo căng căng căng, tấn chắc chân trái, ngã ra sau, thở ra. Kéo nửa người ra phía sau, ưỡn căng lồng ngực. Kéo tay vai ra khỏi đầu. Kéo tay vai ra sau, khỏi đầu để mở vai. Nâng lên, hít sâu vào. Chống tay xuống, bước tiếp lên, thở ra. Thả lỏng cổ, buông đầu, hóp bụng gập sau thêm. Thở ra, buông lỏng cổ xuống thêm, thở ra, ép căng thêm, cảm thấy người mình ép được sâu hơn, đóng người lên, đổ mồ hôi ra. Hai tay duỗi ra bằng với đầu, nâng người lên, hít sâu vào. Tay ra bằng đầu, đầu đi giữa hai tay, kéo tay vai ra sau, ưỡn ngực, thở ra, xiết mông đùi bụng, bảo vệ thắt lưng, ưỡn ngực lên, kéo tay vai, xiết mông đùi, không nhấn thắt lưng. Nâng lên, hít sâu vào, chắp tay lại, hạ xuống trước ngực, thở ra, chắp cơ bụng lại, hạ tay xuống trước ngực chị. Hạ tay xuống, mở chân bằng vai, tập chắp cơ bụng lại. Cơ bụng chị á, đừng có thả lỏng ra, luôn luôn chắc cơ lại và thẳng cái thắt lưng, thẳng cột sống, mắt khép, hít sâu, thở ra, buông lỏng hai tay xuống đi nào, thả lỏng tay vai xuống, hít thở sâu, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra. Rồi mời từ từ ngồi xuống và trượt dài tay ra và nằm xuống. Hai chân to rộng bằng vai, đầu ngón tay chạm tới gót chân, thở hết hơi ra, hai bàn chân song song nhau, tập cây cầu, đầu ngón tay chạm gót chân. Hít sâu vào, từ từ xiết mông đùi bụng, cuộn từng đốt sóng đi lên, xương cột lên, từ từ lên, rồi thắt lưng, rồi từ từ lên lưng trên, lưng giữa lưng trên, xiết bụng lên. Đầu cổ vai chạm dưới sàn, đầu cổ
Vai gáy mình đang được massage ở dưới sàn đi nào. Đẩy căng lên siết mông rồi bụng giữ lại. Hít thở đều, mắt nhìn bụng. Không đưa cầm lên trần nhà. Cầm thu về hõm ngực. Siết mông rồi bụng lại giữ, hít thở sâu. Thả lỏng toàn bộ khuôn mặt ra. Thả lỏng vai gáy, không gồng vai, không rút cổ lại. Nghe cô nhắc ở đâu, tâm trí tập trung vào ở đó, thả lỏng ra. Hai tay kẹp hai ngón tay cái lại với nhau, kéo căng ra, kéo căng tay ở dưới lưng mình. Rồi từ từ cuộn từng rốt sóng hạ xuống dưới mông, hạ mông xuống dưới lưng bàn tay, hạ mông xuống. Duỗi thẳng hai chân ra, mông đặt lên lưng bàn tay, khuỷu tay đặt sâu ở dưới lưng, thở hết hơi ra tập con cá. Hít sâu vào, ấn hai cái khuỷu tay, đẩy cao lồng ngực lên, vai mở ra, về vai xuống, ngửa đầu ra sau, đặt đỉnh đầu xuống sàn, thở ra, đưa cầm lên, kéo căng cuống họng, mắt khép lại, khép môi lại, vai mình mở ra, xệ xuống. Lòng ngực lúc này cao hơn vai. Hít thở sâu vào. Cải thiện hơi thở. Cải thiện dung tích không khí đi vào phổi. Hít thở sâu vào. Đẩy lòng ngực cao lên nữa. Không gồng vô thắt lưng. Vai mở ra. Và thắt vai xuống. Đẩy lòng ngực cao lên. Hít thở sâu. Hít sâu và thở chậm ra, tống hết khí cặn ở đáy phổi ra ngoài. Hít vào, ống khuỷu tay nâng đầu lên, duỗi cổ ra, rồi từ từ hạ người xuống, thở ra. Thoát tư thế thì chị ống khuỷu tay nâng đầu lên, nâng đầu lên, duỗi cổ ra, nâng đầu lên vậy nè đó, rồi duỗi cổ ra, rồi từ từ hạ xuống, lắng tay ra, thả lỏng tay chân. Hít thở sâu vào, hít thở sâu. Hai tay đang sau gáy hít vào, hai tay đang ở sau gáy hít vào, nâng đầu lên, mắt nhìn rốn, thở ra, giữ lại, siết chặt cơ bụng giữ. 5, 4, 3, 2, 1, hạ đầu xuống. Rồi mở chân bằng vai. Hai tay xuôi theo thân 45 độ. Lòng bàn tay ngửa ra. Mắt khép lại. Thư giãn thả lỏng thật sâu. Từ ngón chân cho đến đỉnh đầu. Nghe cô dẫn đến đâu tâm trí mình tập trung vào ở đó, thư giãn thả lỏng ra. Năm, tập trung vào bài thư giãn, nghe hướng dẫn thư giãn thả lỏng đến đâu, tâm trí tập trung vào đến đó, nghe lời cô dẫn đến đâu, phải điều khiển được tâm trí mình đến đó, để bắt cơ thể mình phải thả lỏng ra, phải thả lỏng ra, phải kiểm soát cơ thể bằng tâm trí. Không được suy nghĩ ở đâu. Cuối bài phải thư giãn thật sâu thì cơ thể mình mới khỏe được, mới nạp đầy đủ năng lượng, cân bằng huyết áp, điều hòa nhịp tim, cơ xương khớp của mình. Nãy giờ kéo căng ra, bây giờ là lúc cho nó sắp xếp trở lại. Bài thư giãn rất quan trọng. Bỏ bài thư giãn là cả buổi tập của mình không đạt hiệu quả mà nó còn phản tác dụng nữa. Cho nên lưu ý điều này. Hai chân mở rộng bằng tay. Ngã hai bàn chân ra hai bên.
Hai tay xuôi theo thân 45 độ, lòng bàn tay nữa, các ngón tay thả lỏng to tự nhiên. Cảm nhận đợt sau và hai bàn chân của tôi đang được thư giãn thả lỏng. Hơi ấm đang lan tỏa lên hai chân. Sự thư giãn và hơi ấm đang lan tỏa lên cổ chân, bắp chân, khớp gối, cơ đùi, khớp háng. Hai chân của tôi đang được thư giãn và ấm dần. Tập trung vào đi nào, cảm nhận sâu hơn nữa đi nào. Thả lỏng cơ mông, thả lỏng cơ lưng. Hơi ấm đang lan tỏa vô từng đốt sống lưng. Từ thư giãn và ấm áp đang lan tỏa dọc theo cột sống lưng, lan tỏa vào bên trong nội tạng. Từng cơ quan nội tạng cũng đang được ấm dần, bên ấm dần. Bụng ngực cũng đang được thư giãn thả lỏng hoàn toàn. Mười đầu ngón tay đang ấm dần, bên ấm dần, bên và thư giãn tràn. Hơi ấm là sự thư giãn đang lan tỏa lên bàn tay, khuỷu tay, khớp vai. Hai cánh tay đang được thư giãn và ấm dần. Tập trung vào cảm nhận sâu hơn nữa đi nào. Cảm nhận sâu và hơi ấm đang lan tỏa lên vai, lên cổ. Cơ vai, cơ cổ đang được thư giãn thả lỏng hoàn toàn. Từng đốt sống cổ đang ấm dần lên. Cảm nhận sâu và một cảm giác cực dễ chịu vùng vai gáy cổ. Hơi ấm và sự thư giãn lan tỏa lên cằm, lên môi, lên mũi, lên mắt, lên chân mày, lên trán và lên da đầu. Toàn bộ khuôn mặt đang được thư giãn thả lỏng. Sự thư giãn đang lan tỏa vào trong não, bộ não đang được thư giãn cảm nhận sâu vào cơ thể và thần kinh đang được thư giãn thả lỏng từ đỉnh đầu cho đến các ngón tay ngón chân. Cơ thể các cảm nhận được nguồn năng lượng của vũ trụ tràn ngập khắp cơ thể. Cơ thể đang tràn đầy nguồn sức lực. Cơ thể đang thực sự khỏe mạnh, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Cơ thể thực khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, không bệnh tật nào xâm nhập được. Tự nói với chính mình đi nào, tự nhủ với chính mình, cơ thể của tôi thật sự khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Cơ thể đang thư giãn và tràn đầy nguồn sinh lực. Thả lỏng hoàn toàn và chìm sâu vào giấc ngủ. Từ từ nhúc nhích các ngón tay, ngón chân đánh thức cơ thể. Nhúc nhích bàn tay, bàn chân và nghiêng đầu qua bên phải và qua bên trái. Thư giãn thả lỏng cổ đi nào. Hai chân kéo sát, hai tay đan. Lộn ngược bàn tay kéo căng qua cổ đầu. Duỗi căng từ ngón chân cho đến ngón tay. Hai chân trái đạp bàn chân xuống, nằm nghiêng người qua phải, đo tay phải chống đỡ đầu,
Tay trái chống trước ngực, ta gửi bạn hai tay đỡ người, từ từ rồi lên. Đưa hai tay lên massage cổ, mắt khép lại cảm nhận sâu. Vừa xoa bớt massage, cảm giác thật là dễ chịu. Xuống vai, co bớt ở đâu tâm trí tập trung vào cảm nhận sâu ở đó. Xuống tay, dần xuống hai tay. Hai chân, lỏng toàn bộ khuôn mặt ra. Gỗ nhẹ, bàn tay hơi cong lại, hơi cong lại, ức lại, gỗ gọn. Nắm tay lại, đưa ra sau, mát xa hai quả thận, ở hai bên đây. Nắm tay lại, chà mát xa vào. Những lúc mình nghe ê ẩm lưng đau lưng, nắm nắm tay lại mát xa, chứ không được vỗ vô, không được vỗ, không được đánh vô lưng nha, tổn thương hai quả thận, tổn thương cột sống. Mời cả lớp nghỉ, chúc cả lớp luôn luôn khỏe, vui khỏe, trẻ, sống tích cực Học có mệt không chị Ngà? cũng bình thường. Bình thường ha. Là tập cái mức độ đó trở lên chị hả? Hay là cỡ đó được rồi, hay là muốn hơn? Ôi, buổi đầu thì có tham khảo cái đã. Thì đó, buổi đầu đó tham khảo, cho nên giờ hỏi ý chị là giờ tập cái bài cỡ trung bình cỡ đó thôi, hay là tăng level lên cỡ đó chị ha. Dạ. Với lại cơ thể chị cũng còn bệnh mà. Rồi em chào chị nghe, có xúc cái tiếp theo rồi. Dạ ba chị, thứ nay là thứ thứ ba, 357 chị hả? Có gì chị nhắn tin nhá. Dạ dạ rồi chị.